Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ hai, 1 tháng 7 năm 2024, Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và an lành. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Thống đốc Newsom kiến ngân sách California có trách nhiệm hơn về mặt tài chính từ tháng 7, Anaheim sẽ giảm tốc độ nhiều đoạn đường. Đại học Golden West College hy vọng sắp có chương trình cử nhân y tá. 80 cái chết có thể liên quan đến viên bổ trợ chứa men gạo đỏ của Nhật. Cảnh sát bắn làm bị thương người đàn ông dường như đang cầm cung tên ở Thousand Oaks. Đội squad ứng phó với cuộc đối đầu có vũ trang tại cửa hàng thuốc lá ở thung lũng San Fernando. Apple với ý tưởng về màn hình co giãn xe rửa sông ở Virginia, tông nhân viên gốc Việt thiệt mạng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Thống đốc Newsom ký ngân sách California có trách nhiệm hơn về mặt tài chính. Thống đốc Gavin Newsom đã ký ngân sách năm 2024 của California vào thứ Bảy, cắt giảm chi tiêu trong nỗ lực giảm thâm hụt 47 tỷ đô la của bang. Theo bản thông tin của thỏa thuận, kế hoạch năm 2024 đã cắt giảm chi tiêu khoảng 16 tỷ đô la với mục tiêu làm cho ngân sách sắp tới có trách nhiệm hơn về mặt tài chính. Newsom cho biết đây là ngân sách có trách nhiệm nhằm chuẩn bị cho tương lai, đồng thời đầu tư vào các chương trình cơ bản, mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân California mỗi ngày nhờ quản lý ngân sách chặt chẽ và cẩn thận trong vài năm qua chúng ta có thể đạt được thời điểm này trong khi bảo vệ tiến bộ của chúng ta về nhà ở tình trạng vô gia cư giáo dục chăm sóc sức khỏe và các ưu tiên khác quan trọng sâu sắc đối với người dân california tôi cảm ơn cơ quan lập pháp vì sự hợp tác của họ trong việc đưa ra kế hoạch cân bằng và hợp lý này theo văn phòng thống đốc thỏa thuận này tránh được việc cắt giảm sâu các chương trình trong khi vẫn duy trì ngân sách dành cho giáo dục và mở rộng MediCal. Thỏa thuận chi tiêu 298 tỷ đô la đã được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua vào thứ Tư trong một loạt các dự luật mà Newsom đã ký vào thứ Bảy. Khoản chi tiêu bao gồm một số mục trong chương trình nghị sự của đảng Dân Chủ tiểu bang như dịch vụ hỗ trợ cho người vô gia cư và cho người nhập cư không có tư cách pháp lý vĩnh viễn. Một phần của ngân sách bao gồm việc lấy từ quỹ dự phòng của tiểu bang trong hai năm tài chính tiếp theo, bao gồm 5,1 tỷ đô la vào năm 2024, năm 2025 và 7,1 tỷ đô la vào năm 2025 cho đến năm 2026. Kể từ tháng 7, Anaheim sẽ giảm tốc độ nhiều đoạn đường. Tin từ Anaheim, California, theo báo mạng Void of OC đưa tin, hôm 18 tháng 6 cho biết, Hội đồng thành phố Anaheim sắp thông qua quy định tốc độ lái xe trên hàng trăm đoạn đường trong thành phố, gồm nhiều đoạn đường như Rockhurst, Lincoln, Stack College và Catella. Trước đó, Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu đồng loạt, giới thiệu quy định mới giảm tốc độ từ 5 đến 15 dặm một giờ, trên 150 đoạn đường trong Anaheim, thành phố lớn nhất Orange County. Thị trưởng Ashley Aiken cho biết, những thay đổi này là một bước tiến tích cực và đúng hướng. Bản chất thành phố của chúng ta đã thay đổi và vấn đề không chỉ là giảm tốc độ di chuyển trên các đường huyết mạch mà là việc tạo sự dễ dàng cho cư dân từ các thành phố có thể vào xa lộ một cách an toàn bà nói trong cuộc họp hôm thứ Ba 11 tây tháng 6 Sự thay đổi này được đưa ra sau khi bà Aiken nhấn mạnh về việc giảm thương vong do giao thông gây ra trong diễn văn thành phố của bà hồi đầu tháng này và nhấn mạnh những nỗ lực nhằm cho đường phố Anaheim an toàn hơn Quy định này sẽ được Hội đồng thành phố bỏ phiếu một lần nữa và nếu được thông qua sẽ có hiệu lực sau 30 ngày. Hầu hết các thay đổi sẽ giảm tốc độ 5 dặm 1 giờ, trong lúc có 9 đoạn đường giảm 10 dặm 1 giờ, bao gồm đường Stack College từ ganh giới thành phố phía Bắc đến La Bama, và đường Lincoln từ đường Gillick đến lối vào xa lộ 5 hướng Nam. Thay đổi lớn nhất là đường Crockett, con đường có 6 lần xe trải dài từ Raiden Grove qua Anaheim đến Fullerton, đồng thời có lối vào xa lộ 5 và 91. Giới hạn tốc độ trên các khu vực của rocket giảm từ 40 dặm một giờ xuống còn 35 dặm một giờ. Gần hết đường Canela, một con đường lớn khác sẽ bị giảm tốc độ 5 dặm một giờ. Tùy thuộc vào từng đoạn, giới hạn tốc độ mới dự tính là 30 đến 35 dặm một giờ. Nhiều đoạn đường Manchester từ Anaheim đến đường Canela sẽ có mức giảm nhiều nhất từ 40 dặm 1 giờ xuống 25 dặm 1 giờ. Theo luật tiểu bang, cứ mỗi 5 năm phải có một cuộc khảo sát về giới hạn tốc độ một lần để cảnh sát có thể phạt người vượt tốc độ dựa theo súng radar. Ông Cobian cho biết thành phố sẽ bắt đầu dựng bản báo giới hạn tốc độ trong tháng 7. Cảnh sát có quyền quyết định trong việc thực thi giới hạn tốc độ mới khi người dân thích nghi với những thay đổi. Đại học Golden West College hy vọng sắp có chương trình cử nhân y tá. Tin từ Huntington Beach, California, Đại học Cộng đồng Golden West College, viết tắt là GWC Huntington Beach, hy vọng được chọn tham gia dạy chương trình thí điểm cấp bằng cử nhân y tá, Bachelor of Science in Nursing BSN, theo một dự luật sắp được Quốc hội California thông qua. Hy vọng này được tiến sĩ <laughs> Lauren Brinsky, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Học khu Đại học Cộng đồng cos Community College District, viết tắt là CCCD, và là cựu giáo sư Đại học Cao State Fullerton, và tiến sĩ Alice Matanegra, Phó viện trưởng và giám đốc chương trình y tá Golden West College, bày tỏ qua một bài viết được CCCD gửi ra cho giới truyền thông vào hôm thứ Ba 25 tháng 6. Golden West College là một trong ba đại học cộng đồng thuộc CCCD, theo hai vị này, Golden West College sẵn sàng là một phần trong giải pháp bù đắp sự thiếu hụt y tá hiện nay. Hai vị này cho biết các bệnh viện ở Orange County tiếp tục phải đối phó với tình trạng thiếu y tá trầm trọng sau đại dịch COVID-19 và cơ quan lập pháp California sắp thông qua dự luật SB 895 của Thượng viện nhằm đào tạo sinh viên với bằng BSN qua việc thành lập chương trình thí điểm này tại 15 học khu Đại học Cộng đồng Toàn Tiểu bang tiến sĩ Lauren Prinsky và tiến sĩ Alice Mata kết luận rằng chúng tôi biết Golden West College sẵn sàng với những thử thách của việc cấp bằng BSN. Việc thiết lập chương trình BSN tại Golden West College sẽ giải quyết tình trạng thiếu y tá, cung cấp nền giáo dục hợp lý cho những sinh viên chưa được phục vụ đầy đủ và giúp các bệnh viện địa phương duy trì tiêu chuẩn chăm sóc xuất sắc của Orange County. 80 cái chết có thể có liên quan đến viên bổ trợ chứa men gạo đỏ của Nhật. Tin từ Osaka, Nhật Bản, hôm thứ Sáu 28 tây tháng 6, nhà sản xuất thuốc viên bổ trợ sức khỏe Nhật Bản, Kobayashi Pharmaceutical, cho biết rằng họ đang điều tra thêm 76 trường hợp tử vong có thể liên can tới thuốc viên chứa men từ gạo đỏ, có tác dụng giảm cholesterol. Điều này càng làm vụ bê bối nổ ra vào đầu năm nay thêm trầm trọng khi Kobayashi đang điều tra 5 trường hợp tử vong có thể dính líu tới các loại dược phẩm không kê toa sau khi nhận hàng chục khách hàng có vấn đề về thận, theo đài CBS News. Được lên men bằng nấm mốc, men chiết xuất từ gạo đỏ hay benicozi có mặt trong thực phẩm, thức uống có cồn và thuốc dân gian trong nhiều thế kỷ trên khắp Á Đông. Trong số 5 vụ tử vong được điều tra từ đầu, Kobayashi nay cho biết, theo những gì họ thu thập thì có một người không tiêu thụ men gạo đỏ chúng tôi nhận được 1.656 yêu cầu từ những người cần chăm sóc y tế và đang điều tra 76 trường hợp nhằm tìm hiểu mối liên hệ với các ca tử vong. Ngoài 4 trường hợp ban đầu, công ty cho biết, vào ngày 22 tháng 3, Kobayashi Pharmaceutical loan báo thu hồi 3 loại thuốc viên chứa Benicuzi. Sau đó, công ty cho biết họ phát giác ra một loại axit tại một trong những nhà máy của công ty. Do nắm mốc tạo ra và có gây ra chất độc, các viên chức chính phủ cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở của công ty. Kobayashi Cô cho biết họ sẽ nỗ lực điều tra nguyên nhân chính xác và mức độ thiệt hại về sức khỏe. Trong đó cả tìm hiểu xem liệu còn cơ quan nội tạng nào khác ngoài thận bị tổn hại hay không. Các công ty Đài Loan thu hồi 154 sản phẩm chứa men gạo đỏ để phòng ngừa sau vụ bê bối gây hoang mang. Các cơ quan y tế Đài Loan cho biết vào đầu năm nay. Cảnh sát bắn làm bị thương người đàn ông dường như đang cầm cung tên ở Thousand Oaks. Các cảnh sát trưởng của sở cảnh sát quận Ventura đã bắn một người đàn ông vào chủ nhật sau một vụ việc ở Thousand Oaks. Chính quyền xác nhận trong các bài đăng trên X trước đây là Twitter, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết hai cấp phó đã liên lạc với một người đi bộ đáng ngờ trên Avenida the Los Angeles vào khoảng 6 giờ 50 sáng theo cơ quan chức năng. Ban đầu người đàn ông được phát hiện cầm dao, người đàn ông sau đó tiếp cận các sĩ quan với thái độ đe dọa, trong khi cầm một thứ có vẻ là vũ khí tương tự như cung tên. Sau khi anh ta phớt lờ mệnh lệnh bỏ vũ khí xuống và tiếp tục hành động hung hẳn, một cấp phó đã bắn người đàn ông đó. Anh ta đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương, nơi anh ta vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Danh tánh của anh ta chưa được công bố ngay lập tức, nhưng nhà chức trách cho biết anh ta 37 tuổi, một con dao và thứ mà chính quyền mô tả là một vật khác trong giống như một chiếc cung đã được tìm thấy tại hiện trường. Đội SWAT ứng phó với cuộc đối đầu có vũ trang tại cửa hàng thuốc lá thông lũng sang Fernando. Đội SWAT của sở cảnh sát Los Angeles đã giải quyết vụ đấu súng có vũ trang tại một cửa hàng thuốc lá ở Sunland vào sáng sớm chủ nhật. Theo sở cảnh sát Los Angeles, cảnh sát lần đầu tiên được điều động đến Platinum Smoke Shop trên đại lộ Foothill vào khoảng 3 giờ 30 sáng sau khi nhận được cuộc gọi về vụ cướp có vũ trang. Khi đến hiện trường, cảnh sát gặp ba người đàn ông và một phụ nữ. Tất cả đều trang bị súng ngắn đang cố thủ bên trong cửa hàng. Thông tin sơ bộ cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang cố gắng bỏ trốn bằng xe. Ngay sau khi sở cảnh sát Los Angeles đến, các thành viên của đội SWAT được gọi đến cửa hàng và sau gần 3 giờ, họ đã hỗ trợ cảnh sát bắt giữ những nghi phạm còn lại. Apple với ý tưởng về màn hình co giãn Apple vừa đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ màn hình có thể kéo giãn, được kỳ vọng đưa vào iPhone 4, còn gọi là iPhone gặp trong tương lai. Hiện Apple đi sau các nhà sản xuất smartphone Android trong phân khúc điện thoại gặp. Theo một số nguồn tin, hãng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm một số nguyên mẫu iPhone 4 xử lý vấn đề kỹ thuật và nếp gấp màn hình trước khi công bố. Trang công nghệ Apple Insider đã phát hiện một hồ sơ sáng chế được Apple nộp lên văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Mỹ, trong đó mô tả màn hình có thể kéo giãn. Những người này hiện làm việc tại hai trung tâm nghiên cứu của Apple ở California và Đài Loan. Hồ sơ cũng rất xúc tích khi chỉ có 22 trang và 13 màn hình ảnh minh họa, tập trung vào các chi tiết cụ thể về phần có thể coi dạng của màn hình iPhone, dù không nêu kế hoạch trang bị loại màn hình này trên thiết bị nào. Apple được cho là muốn áp dụng công nghệ trên mọi thiết bị từ smartwatch, kính thông minh, smartphone cho đến màn hình lớn như laptop. Nhờ màn hình linh hoạt, Apple có thể tạo iPhone có màn hình gặp bên ngoài mà không thấy nếp gấp hay loa HomePod với màn hình bao quanh thân, thậm chí là một mẫu Apple Watch với màn hình bao quanh cổ tay. Tuy nhiên, đây chỉ mới là ý tưởng của Apple và không đảm bảo việc hãng sẽ thực hiện hóa thành sản phẩm hay không. Một số nguồn tin từ Hàn Quốc nói Apple sẽ ra mắt iPhone hoặc iPad gặp vào năm 2026, trong khi chuyên gia Min Chico của TF Security cho rằng sản phẩm đầu tiên có màn hình gặp của Apple sẽ là MacBook 20,3 inch, dự kiến được công bố vào năm 2027 xe rửa xong ở Virginia, tông nhân viên gốc Việt thiệt mạng. Tin từ Fairfax, Virginia. Theo Sở Cảnh sát Fairfax cho biết, một khách hàng vừa rời khỏi dịch vụ rửa xe thì lủi vào một chiếc xe khác và làm bị thương ba nhân viên ở tiểu bang Virginia, khiến một người thiệt mạng vào sáng thứ Bảy 29 tháng 6 năm 2024. Tai nạn xảy ra trước 11 giờ sáng ở Flagship Car Wash, tọa lạc tại địa chỉ 10874 Fairfax Boulevard. Khách hàng rửa xe vừa xong ra khỏi bến thì tông vào chiếc xe gần đó trong bãi đậu, rồi đụng tiếp một nhóm ba nhân viên. Cảnh sát cho hay Martha Lomencia Nguyễn, 62 tuổi, ở Fairfax, qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện Fairfax Hospital. Hai nhân viên kia bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế gây tai nạn ở lại hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra. Có vẻ như tốc độ và rượu bia không phải là yếu tố gây ra vụ đụng xe này. Dự báo thời tiết thứ 3, 2 tháng 7 năm 2024. Mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 45 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 8 giờ 06 phút tối. Một số đám mây vào buổi sáng sẽ nhường chỗ cho bầu trời chủ yếu có nắng vào buổi chiều. Dự kiến có sương mù và tầm nhìn bị giảm Nhiệt độ cao 76 độ F Gió hướng Nam Tây Nam Thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm 1 giờ Độ ẩm 70% Và chỉ số UV cho thấy 11 trên 11 Vào ban đêm Trăng lên vào lúc 2 giờ 36 phút sáng Và trăng lặn vào lúc 5 giờ 26 phút chiều Bầu trời nhiều mây vào buổi tối Sương mù phát triển vào ban đêm Nhiệt độ thấp gần 65 độ F Gió tây nam thổi ở mức 5 đến 10 dặm/1 giờ, độ ẩm 81% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove, thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý cô chú, các anh chị và các bạn thấy chủ đề hôm nay thú vị cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, xin hãy đăng ký kênh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ là người được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn mọi người lại những video kế tiếp.